Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ review cho anh em một con gà, tôm sách kim nè. Nó lâu lắm mới có mấy con gà kiểu này nha anh em, rất là hiếm. Nói chung là tôm sách gì thì hiếm thiệt, nhưng mà Cam Ninh Chu Du thì đầy nha. Nói chung là bây giờ là coi nó sức mạnh của nó như thế nào ở cái server này thôi, chứ cái vấn đề không phải nằm ở cái chỗ yếu hay mạnh. Tôm sách chắc chắn đam nó sẽ mạnh anh em. Nhưng server này sẽ như thế nào? Coi chút xíu mình sẽ PK sau. Đây server 993 ha. OS 993 và cấp đang đứng ở quên, cấp đang đứng hạng 9 và lực chiến đang đứng hạng 8 ở quân đoàn MG. Ok, mình sẽ qua tới phần nạp. Phần nạp thì không có nhiều đâu nè. Quick 3 này chắc vài trăm, 299k chắc đối chiến lệnh được một quá. Điểm danh. Điểm danh thì ông này sao á, ông bữa nay ông bỏ luôn hay sao đây mà. Bỏ luôn không có đăng nhập hay gì, nó quá trời cái nhiệm vụ mà chưa kịp làm nè. Lâu lâu tôi vô những con ngày hay có cái tình trạng này lắm nha, tại bận hay sao không biết thì bỏ trống luôn không có làm gì chứ. Rồi điểm danh thì anh em đã thấy rồi, tích lũy đăng nhập một ngày. Ủa ta tới ngày hai gì là ông bỏ 2 ngày rồi anh em, con ngày này bỏ hay gì không biết, gửi mình review vậy thôi chứ bữa nay mình vô mình mới biết là ạc đã bỏ như 2 ngày thì phải. Đúng ra bữa nay điểm danh là phải 2 ngày chứ đâu phải 1 ngày đúng không anh em. Điểm danh đăng nhập tích lũy đăng nhập nè, bữa nay hình như tôi nhớ ngày 2 rồi, ngày mai là ngày 3 lấy cái này nè. Biết phải không ta? 12 ngày 3 giờ này là ngày mấy? Thì đúng rồi. Thì đã 2 ngày này còn 12 ngày. Rồi mình sẽ bỏ qua vụ đó nha, mình vô luôn, mình vô. Nếu mà bây giờ trước khi vô team này thì mình sẽ nói với anh em, nếu mà anh em muốn build team này phải 2 kiều nha. 2 kiều với sức mạnh của nó sẽ được tối đa. Thì main chắc chắn anh em lấy main kiều rồi. Và con bàn thống này anh em sẽ liên kết cho con đôn. Đó, nếu mà thích mà chắc chắn đôn là hợp lý nhất anh em, nếu mà qua con tôn kia sẽ bóp cái tem, nếu tôn sách bị bay là bóp liền. Bình thường anh em có thể điều chỉnh được lượng nộ của nó kết hợp với hàng kiều, nhưng mà khi mà con tôn sách mà nó bị bay rồi anh em sẽ không bao giờ điều khiển được đâu. Anh em phải tính cái phần bay á, cái bạch trạch nó bay lên á thì lúc đó con tôn kia bắt buộc phải ra chiêu khi mà con kiều nó dùng chiêu ha. Đó anh em cân nhắc, chắc chắn là con đôn tôi thấy hợp lý nhất rồi, không còn nào hợp lý hơn đôn đâu. Nhưng mà không phải là main, nếu mà build như thế này là đam mình đi boss đi ải đồ này nọ nó cũng rất là ít đam. Rồi đi BK thì mình sẽ ít lượt nữa. Đó, rồi nộ cũng ít nữa, hạn chế lắm. Main, đồ thằng thức tỉnh thì 4 sao, thằng binh cộng 51 set đỏ bảo vật đỏ cái, mờ cam cái, ngựa bông lôi danh tướng không có, chiến pháp là quan đường nha. Tôn sách kim, kim hay sao đây ta? Đây giới hạn với con kia ở lộn đang liên kết với con Chu Du. Giới hạn thì đã lên tới mới có 2 sao anh em mới có được cái ngoại hình nè, chưa lên kim đâu, cũng còn mới mà cũng không lên lên kim thì cũng không nhanh lắm. Chung 2 sao thì cũng được rồi, giờ tốn tới kim lắm nha, muốn chơi đỏ lên kim tốn lắm á. Rồi thức tỉnh 3 sao, thần binh cộng 50 rồi, set kim bảo vật 2 đỏ, ngựa nhật ô văn rồi, danh tướng kinh kha, chiến pháp vô giải và cường công, bàn thánh cái gì lộn 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 bàn thống liên kết với lại Cam Ninh. Thức tỉnh 2 sao, thần binh 50, xích đỏ bảo vật cam, ngựa phi xương, danh tướng thì chưa có, chiến pháp là quen đường ha. Còn lộn sáu biến nha. Kêu kêu này thì đang thức tỉnh 3 sao, thần binh cộng 50, xích đỏ bảo vật cam, ngựa thì phong phi xương, danh tướng không có, chiến pháp thì đang xài là bạo ngược. Sổ thì chưa điều luôn anh em ơi, mới có 2 sổ thôi. Con ngạc này sổ rất là lọt trọt, hình như là từ cái nước khác đem qua hay sao hay gì mà thiếu sổ quá, với lại thiếu phù nữa hay sao, tại VIP 3 mà nên phải hiểu thông cảm. Như giờ này mà dễ gì, giờ này đó con ngạc này chỉ mong là mong vô mấy cái gọi là nhân phẩm thì cũng không có luôn anh em, mà chả thấy nhân phẩm nằm đâu luôn. Bởi dòng này bỏ cũng đúng, bỏ luôn rồi. Nó chơi thôi chứ chơi thì vẫn chơi bình thường đi em ơi, nói chung nhân phẩm từ từ. Đây thì cũng được đó chứ, nhật xã cung 1 sao nè, bổ thiên thạch 2 sao nè, túi thần khôn 2 sao nè, chỉ thiên kiếm 1 sao nè, bổ thiên thạch dư nữa kìa, chuẩn bị 3 sao. Nhưng mà bộ thiên thạch nó không ngon, vấn đề nằm ở chỗ là bộ thiên thạch nó không có ngon, hàm giờ này vẫn chưa lên luôn, không có sổ bồng gì hết. Thẻ chắc mình nghĩ chắc đựng cái một quá, 2 cái luôn anh em, hai cái đỏ 1 cái cam. Rồi những cái thẻ này để đi ải nha, kiều đi ải, thiệu đi ải. Bây giờ mình sẽ đi qua cái phần cẩm nang nè, cẩm nang thì đang có quyết chiến luôn rồi nè, ngon. Rồi điển vi luôn này, ngon hết, nhìn là biết hết rồi. Đào thì full hết trơn nha, còn dưới ngoài nữa kìa. Bệnh tinh, bệnh tinh thì chơi mình nghĩ chắc anh tinh vô miếu, không có luôn anh em, không có bệnh tinh luôn.
Nói chung thì hôm nay chúng ta sẽ không có những cái gì mà gọi là hot trong cái con ngạc này, nhân phẩm của ông hot trong nhân vật này, trong con ngạc này, nhưng chúng ta sẽ xem tôn sách nó đóng như thế nào để những anh em khác còn build theo. Ok, trước khi anh em vô cái phần tướng thì anh em nhớ like trên màn hình, bấm like một cái, và nếu mà có ý kiến gì về con ngạc này thì cứ comment ở dưới nha anh em. Chúc anh em có buổi tối thật là vui vẻ luôn nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vô tới cái dàn tướng này. Thì Cam Ninh thì anh em thấy đã liên kết với Cam Ninh rồi, thì ra là chuẩn bị Cam Ninh rất là nhiều. À, có Tương Kim nè, Tàu Diễm Binh cộng 2 năm qua ở Dương Vị là con ngạc này mới bỏ có 2 ngày thôi nha. 2 ngày nay bận hay sao đó không có on thôi, chứ ngày mấy ngày trước thì vẫn tham gia đều đều nha. Có Tàu Diễm Binh là sự kiện mới gần đây thôi. Dư hang tướng này tại không chuyển qua thì cũng dư đủ mà. Phải chi không có tướng Kim để chuyển á, vấn đề là không có cho, không có phù để chuyển. Tàu Phi Án 21 mảnh, Tử Thượng 9 mảnh. Rồi ôi tùm lum, gần đâm tè le tà la chứ nè. Rồi mình sẽ qua cái phần, chắc mình nghĩ cái phần này là thằng thú cũng hay bèo. Bạch Hổ 1 sao nè, Quả Kỳ Lăng 1 sao, Thanh Long 3 sao, Quyền Vũ 0 sao, Bạch Trạch 1 sao. Còn thằng thú cốc không có luôn. Và tiếp tục là cái phần thằng giỏ, mình vô mình đập dùm, nổ. Bây giờ tôi đập cái vụ này hơi bị nhiều rồi đó mấy ông, nhưng nó không ra. Thường thường anh em nói là sẽ để random 3 cái này nè. Thì random 3 cái đó thì chắc chắn nó sẽ, nó cũng sẽ random luôn một trong ba cái thằng giỏ luôn nha, chứ nó không có mặc định đâu á nha anh em. Rồi thì bây giờ mình sẽ vô tới cái phần gọi là trận pháp nè. Trận pháp thì tôi biết thế nào trận pháp cũng bèo, nghĩ tới thôi, chỉ nghĩ tới đơn giản thôi là biết nó bèo rồi. Ok, xin la qua cái phần cuối cùng cho con ngạc này đã tích lũy những gì. Nếu mà con ngạc này không có lẩu nữa thì soi goodbye luôn. Goodbye see you again thiệt. Tại vì con ngạc này đang thiếu thốn quá nhiều thứ. Đây, lông cam, có đường cộng lông cam duy nhất thôi. Con ngạc đang tốn quá nhiều thứ nhưng mà lẩu không có tích nữa thì anh em xác định luôn. Đang thiếu cẩm nang rất là nhiều. Mà không có tích lẩu nữa thì toàn. Toàn. Nói chung bây giờ con mấy ông nông dân muốn mạnh là phải cỡ như ông kia đó, tích lẩu mười mấy mùa, giả man thiệt. Ông nhịn sao nhịn hay thiệt. Không có ai mà, tin thì nhưng mà không có ông nào mà nói là ừ tôi vừa tạo con ngạc ra tôi phải chơi hơn năm trời. Không bao giờ có. Chưa bao giờ có cái suy nghĩ đó trong đầu luôn á. Thiệt sự mình là nói là như vậy. Bây giờ mình sẽ qua tới cái phần đá và ngọc. Trời ơi hèn chi, cũng tán chán đúng rồi, tốn sách đã nó. Đã không đấm được những thằng tăng mà nó còn thêm cái duyên trì tâm mà không ra duyên chi hồn nữa chứ. Tôn sách trì tâm làm cái gì được đâu. Ok thì bây giờ mình sẽ vô mình quánh luôn anh em ơi. Nói chung là cũng thấy thương cho hoàn cảnh của chú ẹt, nhưng mà bây giờ ông nhanh trí thì kiếm võ thánh phi thăng không vô quánh lộn đi chứ. Tôn sách này tôi thấy quải chạy đậu lắm. Tôn sách là phải có chi hồn nha, không có chi hồn là xác định GG nha. Tấm thử tấp dưới luôn nha. Rồi đó. Ông này không có tăng anh em à, ông này không có tăng lơ mơ con tôn sách nó gãy chết. Đó nó đấm. Nói chung là tôn sách đam không phải dạng dừa, mà ý là con tôn sách mình nó không có cảm năng thất sát đó nha. Ngoài đô không có tào tháo nữa, à giờ không có cảm năng tào tháo nào luôn. Nè đó thấy chưa, thánh đấm đó anh em. Nói chung là tôn sách là một trong những con tướng mà gọi là đấm đau dữ lắm luôn á khi mà lên kim nha. Bây giờ đang đỏ. Thiệt sự là nó mà nói là như vậy là con tôn sách là một con tướng gọi là đấm, nói chung đấm đau lắm, nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ là nó gặp đôn hoài nó sợ lắm. Sợ, nó sợ đôn dữ lắm, sợ chứ không phải vừa. Rồi mình sẽ ship về đi cho nó dễ nè. Nếu mà gặp tình huống khác thì thôi mình sẽ bỏ qua tiếp. Rồi quýnh với top 10 cái gai phi nè, khách gặp phi nè. Mình ship gì? Rồi mày xong rồi. Cái này là chết với mình rồi. Sắp mình đấm không có đào đâu. Ai mượn sao mà đỡ được dự thủ hội xưng liền. Chưa có thất sát đó. À nó đã như vậy rồi đó. Sao mà đỡ được. Bắt khoắt nhẹ các bạn ơi. Ông chơi với chiên luôn, qua dữ. Bá đạo chưa? Mấy ông thấy bá đạo chưa? Bá Du két ơi. Ôi là con chịu đam muốn gần hết luôn rồi ha. Tịch địa nè.
cổ nè. Thôi lỗi cổ độc. Chết rồi. Tôn sách nó cầm vô giải mà mình quên. Vương quan niết bàn. Này thì cứu chiến. Không nè. Bá Dương cái thế. Không phải dạng vừa đâu. Trời ơi, cũng mạnh. Nhưng mấy ông này ship chưa có hợp lý cho lắm nha. Rồi ok, mình sẽ lên quýnh thử top 7. Thôi mình đấm thử top 7 thôi, đấm thử thôi nha. Chứ nó vô nó nã mình chết. Á à, đâu, giúp ship kiểu này gặp Diệu Quang nó quýnh sao đỡ. Diệu Quang mà thằng Quy Nhân Long nữa chứ. Thằng Quy Nhân Long. Cũng may là né rồi đó. Bá Dương cái thế. Ồ đam. Rồi xong. Trung Phi chưa lên cộng 12. Sao mà đỡ được thọ thương hai lần luôn. Thần quy như lắm. À đù, mới có hai cộng dồn, anh em nhìn đi. Rồi đó. Chọc vô anh đô. Chọc vô anh đô người liều. Quá liều. Sao mà đỡ. Thường ở mấy cái lúc đầu build tôn sách hay xài cái diễn lự lắm. Nó lẫm liên. Nhưng mà khi có men kiều đỏ rồi diễn lự lại bỏ. Quản lút lẫm tấp trên đàng hoàng nha. Server này có bộ tôn sách vẫn hợp lý nha. Không mà cái tem này anh em biết cái tem nào ngán cái tem nào nhất không? Ngán nhất cái tem Diệu Văn, Lưu Bị, Tiểu Kiều, Mã Siêu. Phải nói ngán cái tem nó dữ vậy. Cái thằng ngoài sau nó cứ để một thằng ngoài sau thôi. Trời đất ơi nó đập. Thường chết chân mà. Giỡn. Ôi ôi giỡn như tôn sách. Mạnh thế nhờ. Hợp lý thế nhờ. Gặp tem Lưu Bị Triệu Văn thì anh em biết là nó sẽ để Lưu Bị ngồi sau. Thiệt. Chỉ cần để con Lưu Bị ngồi sau thôi. Mã Siêu búp khiên cái thôi. Tại con tôn sách này đám hoài đám không chết. Chỉ tính phần trăm máu của thị quyết thôi. Chiên siêu bức giảm đam cũng gần hết bà nó rồi. Cầm xét kim vô tôi sắp đấm tới sáng. Hồi đó nếu mà anh em không biết hoặc là không tin thì có thể xem lại hàng tỷ trận Dương Giả Chiến mình đã từng đánh. Tỷ trận Dương Giả Chiến tôn sách Mã Siêu bấm được hai lượt và tôn sách đấm không máu. Đó là những cái mình tính là những cái gọi là full kim đó nha. Full đồ kim và full đồ kim. Nếu mình gọi là ao set kim với lại set đỏ thì Lưu Bị nó không chống đỡ nổi được vậy. Thôi, thua hàng này. Không đủ đam. Không có thất sát đó, chứ có thất sát nó khác nhiều lắm. Thất sát bá đạo trong tình hình cạo luôn. Cái thất sát rất là quan trọng trong cái đội hình này luôn. Tôn sách rất là cần thất sát. Ngày xưa thà là chưa có cảm thấy thất sát nha. Thà là chưa ra. Bây giờ ra rồi không có không được. Hơi bị đau đấy. Rồi. Xem quyền ông này ra thì cái giỡn. Xem quyền ông Thảo Cô Tè đó. Quýnh lên top 4 luôn nè anh em. Tôn sách. Không sợ gì. Trung Phi Đôn Vũ cái này tôi không thấy cái combo Liêu Vũ của ngày xưa nữa ha. Combo quyền thoại men quan vũ đâm chính chương liêu không thôi men quan vũ đâm chính chương liêu đâm phụ đam cái meta đó là có hơi bị hot nhưng bây giờ tôi không thấy nữa. Cố chiến nó cưng. Chết
mẹ không biết chiến gì, muốn bay cũng chiến luôn hả? Ôi má ơi, Vũ này nó lực quá sao đó. Giỡn mặt thiệt chứ. Toan rồi anh em ơi, quá toan rồi anh em ơi. Rồi quýnh thêm một chặng nữa ở cái top 11 12 đi. Omega dị tộc 5, mình sẽ làm thử một trận ở cái top đó rồi sao. À đồ, ông này đúng là Mega thiệt, ông này đúng Omega luôn. Quýnh ngay Galon anh em à. Galon lên 7 xếp hạng dù giỡn giỡn mặt. Rồi ông Galon lên 7 xếp hạng rồi ông này sao trời. Mấy ngày này bỏ lâu lắm rồi sao. Cụ kéo nhau nghỉ hết trơn hay gì vậy? Giờ qua ngày cho tôi review tôi không biết. 11 đó, này thì 11. Thôi ơi chị Tâm quá dữ, sát thương dội. Và top 14 a đụng lại bị 8 Calon không hay sao? Tại là Calon nào có thể kính chúng ta. Có. Ok. Ok nó quýnh như muốn chết hết trơn rồi. Trời đất ơi. Dạng tiễn. Cái chị Tâm nó quýnh như đam quá trời quá đất rồi. Cái tem này quýnh mắc cười chứ. Phải nồi đúng là giải trí cực cao, trình độ giải trí gọi là level max lại build 8. Ôi là trời. Cái tem này búng chuẩn luôn nè, chuẩn của ngày xưa. Đó, tem này chuẩn của ngày xưa, bỏ Quang Vũ ra đưa chịu Quang vô là chuẩn luôn á. Đó thì đó. Đó, như đó. Nhìn mấy tem này búng lộn chứ hài hài nhưng mà. Đó thì đó. Tâm gái một cái chết queo chưa? Giỡn. Rồi quýnh tiếp nha, quýnh này gai coi coi, quýnh 17 luôn, quýnh dưới 17 hàm cả hàm tím luôn nè. 8 hết. Biết bàn 2 luôn bây giờ. Vừa đâu, biết bàn 2 đó. Yeah, cơ mò. Yeah, ơ mò. Đừng có bay coi, đừng có bay đi coi, chặn cho đã cái rồi ớp cái. Sao mà kỳ vậy? Ayuka hạng 19 nè. Đó, phải như ông này vậy nè. Ờ, không kiều thì Nguyệt Anh cũng được anh em. Nhưng phải để ba thằng vào trước, một thằng vào sau. Thì con tôm sách nó sẽ không có đấm mắt máu luôn. Đó, siêu để một y gan vậy luôn á. Mẹ không, tem này hơi yếu anh em à, tem hơi yếu chứ đúng tem này là mạnh lắm. Mới cộng 10 mà ao tới 2 cấp 2 cấp độ đột phá. Bỏ lâu quá chứ con ngạc này build về lay là tương lai lắm á chứ. Khắc chế đem tung sách là đúng bài luôn, đá không ngon hay gì nè. Đá cùi. Hèn chi mà nghĩ chơi. Có một phong nè giỡn. Cấm nen có thắt sát luôn nè. Mấy con chịu văn với con sách là anh em ưu tiên cái thắt sát chứ là đẹp. Thánh lộn nãy giờ cũng khá là đã. Cũng vô đúng ngay server, tôn sách cũng vô đúng ngay server được thể hiện. Mặc dù chỉ là cái whip 3 thôi anh em. Mặc dù whip 3 vẫn được thể hiện mà. Rồi video này cũng sẽ kết thúc tại đây luôn nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình nha. Chúc anh em có một buổi tối thật là vui vẻ nha. Bye bye anh em.